đối thoại với đối tác. Cuộc thương lượng với các đồng nghiệp có thể cùng hay các công ty chắc chắn là một cuộc đối thoại. Cũng như khi tìm hiểu khách hàng, bạn cần hiểu càng nhiều điều liên quan đến cuộc thương lượng càng tốt. Khi luôn tâm niệm điều này, bạn sẽ nghĩ đến hai loại dữ liệu cần phải tập hợp là thông tin liên quan đến nhiệm vụ và thông tin cơ bản. Cần thu thập thông tin liên quan đến nhiệm vụ vì một mục đích cụ thể và chỉ liên quan đến vấn đề trước mắt. Ví dụ, nếu bạn đang thực hiện một kế hoạch kinh doanh thì bạn cần tìm hiểu những xu hướng của thị trường lao động trong phạm vi dự án để tìm những người có kỹ năng thích hợp. Nếu thời gian là yếu tố có ý nghĩa thiết yếu thì chỉ cần thông tin liên quan đến nhiệm vụ là đủ. Tuy nhiên, thường thì bạn cũng cần tìm hiểu những thông tin cơ bản khác để hiểu rõ hơn về những người liên quan, môi trường làm việc và cách làm việc của họ trước đây. Nếu bạn không có những thông tin này thì có thể có người sẽ đưa ra một thông tin bạn không biết để đánh bại luận điểm của bạn và vụ đàm phán sẽ bất thành. Cần đánh giá vụ thỏa thuận và quyết định xem thời gian cho việc nghiên cứu là bao lâu. Nếu vụ thỏa thuận hứa hẹn đem lại những kết quả tốt thì bạn cần nhiều thông tin càng tốt. Để có được thông tin cần thiết, bạn hãy thường xuyên đọc một tờ báo hay website tin tức có độ tin cậy cao, chẳng hạn tờ The Economist. Đọc các tạp chí liên quan tới ngành của mình để hiểu cách thức hoạt động của lĩnh vực đó. Phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực đó. Tìm hiểu đối tượng khách hàng đang được công ty phục vụ và tìm kiếm điểm tương đồng giữa những khách hàng này. Nghiên cứu mục tiêu và mục đích của công ty. Đọc những bài báo hay bản tin về công ty ấy xem mình phải đối mặt với vấn đề gì. Nếu bạn thực sự cần biết điều mà mình chưa tìm hiểu được thông qua nghiên cứu thì hãy hỏi. Để tham khảo thêm về khóa học giao tiếp và thuyết trình, bạn có thể vào trang web youcannow.vn.